Chào các bạn. Hôm nay lại là một ngày dọn dẹp nữa của bọn tớ. Hôm nay bọn tớ xin làm tập tiếp theo của clip empty những sản phẩm đã dùng hết. Bọn tớ rất thích làm clip này tại vì kiểu như là thể hiện chiến công mình đã dùng hết rồi nhiều sản phẩm ấy. Cái đấy không phải dễ dàng gì. Mình có thể thể hiện được rõ ràng cảm xúc yêu ghét, cảm nghĩ về một sản phẩm nào đấy. Hôm nay đã có một đống chai lọ bầy ở trước mặt đây rồi thì bọn tớ sẽ bắt đầu luôn để không mất thời gian ạ. Hạng mục đầu tiên sẽ là các sản phẩm chăm sóc da cho cơ thể. Mọi người bảo là bọn tớ rất là lười review áp dụng sản phẩm cho cơ thể thì cũng là tại bọn tớ không có quá nhiều tiêu chuẩn khi dùng các sản phẩm này đâu. Đối với chăm sóc da thì đặc biệt là sữa tắm thì thương hiệu tớ yêu thích nhất là Bath & Body Works. Các bạn chắc sẽ không xa lạ gì với hãng này tại vì là họ có rất nhiều mùi vị khác nhau cho các loại sữa tắm. Cứ nghĩ là sữa tắm thì chỉ là sữa tắm thôi nhưng mà họ có cả kiểu hàng trăm dòng ấy, không thể nào đếm nổi. Và cứ mỗi mùa năm mới nó lại ra thêm các cái limited edition ấy, đủ kiểu. Thì một vị cơ bản tớ rất thích là coconut lime breeze, cái này tớ dùng suốt, dùng nhiều lắm rồi. Và một vị khác tớ cũng rất thích là twisted peppermint, dùng riêng cho mùa đông, cái này chỉ ra vào các dịp Noel hàng năm luôn. Còn ngoài ra cũng có rất nhiều vị nổi tiếng như là Japanese cherry blossom này, hay là gì đấy, tớ quên rồi nhưng nhiều lắm. Vâng, nói chung cái nào cũng thích, cứ mua đi, mua cho tài. Một sản phẩm sữa tắm mà kinh chết tớ thế. Chớ rất kinh của tớ. Đấy là chai rất nhiều ghét. Sữa tắm Dove Gentle Exfoliating, sữa tắm dưỡng thể. Không giống Lan, tớ rất là lười làm các bước lick khi tắm, tớ thường chỉ một bước là xong. Cái sữa tắm này nó có các cái hạt tẩy da chết rất là nhỏ trong này, mỗi lần chỉ cần bơm ra 2 bơm, dùng với cả cái loofah bông tắm ấy xoa lên tay, thế là da mềm mịn ngay sau đấy, rất thích, rất tiện. Hết chai này rồi tớ cũng muốn mua lại đấy, nhưng mà hôm trước ra thì thấy Dove có một cái dòng mới là cái dòng mà liệu chanh à, cũng thấy hơn thơm thì tớ đã mua về, mỗi tội cái đấy thì lại không có cái hạt này, thế là tớ lại phải dùng một sản phẩm dưỡng thể riêng. Nhưng mà nếu mà bạn nào cũng lười như tớ, kiểu các bà mẹ không có nhiều thời gian chăm chút hay là tắm dùng nhiều sản phẩm cùng một lúc, tớ hay dùng em này. Nói về tẩy da chết cho cơ thể thì tớ có một bạn rất nổi tiếng trong giới tẩy da chết, đấy chính là Saint Eve, là một trong những dòng tẩy da chết nổi nhất bán ở mọi siêu thị từ đắt đến rẻ của Mỹ ạ. Tớ không hiểu sao bây giờ mọi người vẫn phải mua sách tay bởi vì họ đã phân phối ở Việt Nam rồi và có rất nhiều Unilever đã phân phối ở Việt Nam và có hầu hết tất cả các siêu thị mà tớ đi qua, Big C, Walmart, Big C, Vinmart hay là Lotte Mart, cái nào cũng có sinh y mà tớ cảm thấy chất lượng chẳng có gì khác so với cái của Mỹ cả. Tớ với chồng tớ cứ tranh nhau tắm bằng em này mà rẻ lắm, mua ở siêu thị cũng rất dễ nên là cứ hết lại đi mua. Các bạn hãy tìm mua ở mọi siêu thị nhé. Hết body rồi, đến đầu tóc. Được vừa rồi tôi đã dùng hết hai sản phẩm này. Đây là dầu gội dưỡng chất Keratin Smooth của Tresemme và em ủ tóc Tresemme Keratin Smooth này. Cái này là được Tresemme gửi tặng và tôi đã có một cái mini review nho nhỏ từ rất lâu rồi. Tớ không thích em dầu gội này lắm tại vì em bị làm tóc quá mượt ý và tóc tớ thì lại nhanh bị bết, thế nên là chỉ dùng cho phần đuôi tóc thôi, hoặc là khi nào mà trời vào mùa đông thì hợp lý hơn. Còn mùa hè dùng một tí là ngày hôm sau đầu bắt đầu bê bết dầu rất kinh. Còn cái em này thì tớ cũng chưa thích, thích không chịu nổi ấy, đi đâu cũng mang theo, dùng mọi cách lấy cả cái thìa Laneige để vét vét đến tận trong cuối cùng rồi bất lợi thìa ở trong này. Nói chung thích em này lắm, mùi thơm mà tóc kiểu mềm mượt, ai biết tóc tớ thì thôi đi, toàn kêu chẳng thấy không gì cả. Tóc tớ tại khô mà sơ tại vì kiểu hay là đi làm đầu ấy, thế nên là chỉ có mỗi em này là em có sức mạnh để làm mượt hơn đấy, để đến rất yêu. Đã mua một em khác rồi và đang dùng rồi ạ. Chẳng có sản phẩm cho tóc. Thực ra em này cũng khó mua phết, phải lùng đến siêu thị lần thứ 3, lần thứ 4 thì mới tìm mua được. Nó hay cái loại màu bạc thì dễ tìm hơn, nhưng mà cái loại màu đỏ này có vẻ mọi người cũng thích nhiều. Cái màu bạc là nhiều keratin. Cái màu bạc ấy. Đúng rồi. Thế nên là ở các siêu thị sẽ thấy cái màu bạc nhiều hơn, Guardian các thứ. Còn cái màu đỏ ấy rất là khó mua, hình như là cứ ra được bao nhiêu là mọi người mua hết bấy nhiêu. Nói về các sản phẩm chăm sóc da thì chắc chắn là có kem chống nắng, bởi vì kem chống nắng là thứ mà bọn tớ dùng nhanh nhất, dùng nhiều nhất và cứ thay cái chai mới liên tục ấy ạ. Còn đây là Innisfree Eco Safety Perfect Waterproof Sunblock. Cái này thì bọn tớ đã có review chi tiết ở trên blog rồi, mọi người có thể tham khảo. Khi mà Diệp viết cái review này thì tớ chưa dùng em này đâu, thì tớ đọc cũng rất là thích thú và muốn thử ngay. Nhưng mà mấy lần đầu tiên thử rất là ác mộng với em ý, rất chẳng ớ. Ôi, tớ đánh cái em đấy đi biển xong tất cả mọi người đều nhìn tớ bằng ánh mắt kiểu thảm họa, make up ấy, kiểu da trắng như là bạch tuyết đi biển, kinh khủng. Nhưng mà
sau đấy thì tớ mới nghiệm ra là đối với kem chống nắng vật lý phải tí một và phải vỗ để cho nó thấm vào da, chứ không thể nào mà mình ăn liền nhanh được như kem chống nắng hóa học. Thì các bạn phải hy sinh thôi, tại vì nó rất bền vững, có thể kéo dài được cả ngày nên mình phải chịu khó làm cái đấy lâu hơn một chút. Thế là từ hồi dùng kem chống nắng vật lý thì tớ mua kem chống nắng chậm và lề mề hơn hẳn ý, nhưng mà cảm thấy cả ngày rất là yên tâm tại vì không phải lo bôi lại nữa. Thì nếu mà đã biết dùng và dùng một cách tử tế thì sẽ rất thích em này. Còn nếu mà các bạn vẫn sợ cái sự trắng phớ của kem chống nắng vật lý thì có thể dùng em Haralabo này. Em ý là kiểu kem chống nắng vật lý Tinosoft thì nó lai với cả nó không bị bằng trắng ấy. Tại em này nó có rất nhiều dưỡng nên là các bạn da dầu bóng mùa hè sẽ không thích đâu. Nhưng mà tớ da khô thì thích, tại vì em ý cung cấp độ ẩm với cả là cho mặt bóng nhẹ vừa phải. Thì tớ rất là recommend em này cho các bạn nào có da hơi khô một chút. Còn em này thì tớ thấy ai cũng dùng được tại vì nó waterproof. Nói đến kem chống nắng thì hai loại tớ cũng mới dùng hết gần đây là em Lancôme UVX Sweat Excel Shield. Trên lời người rất giá lắm. Em này bảo tớ cũng đã có review chi tiết trên blog rồi và tớ cũng sẽ để link ở đây. Trời ơi, siêu thích ý. Đây là thể loại kem chống nắng đắt nhất trên cái cuộc đời này đã được sử dụng. Nhưng dùng thì gặp về cả ngày chỉ mau ướt được đến nước bôi cái kem chống nắng này lên mặt. Mà chứ không có gì để chê cả, rất chi là thích. Còn cái thứ hai là loại cực rẻ, giá chỉ còn 1/10 là em Apio Pure Block Natural Sun Cream Daily SPF 45 PA+++. Em này thì được ca ngợi rất là nhiều rồi, nổi tiếng nhờ Nhi ở Skincare Junkie. Bọn tớ cũng đã mua về thử, nhưng mà tớ thì da hỗn hợp tiên dầu nên không ưng em ấy lắm, tại vì bóng máu. Chưa bao giờ dùng một cái loại kem chống nắng là nó bóng như thế. Nhưng mà thấm cũng nhanh và cũng làm mượt mịn da. Nói chung là chỉ dùng em này khi mà sau đấy make up và dùng kem lót rồi phấn phủ các thứ điên đảo thì mới thấy đỡ, sẽ để lại bề mặt bóng nhẹ đẹp đẹp. Nhưng mà hôm nào mà không make up mà mua em này thôi mặt như chảo dầu luôn. Dùng em này thì tôi cũng hiểu tại sao các bạn da dầu có thể dùng nổi ấy. Mình còn cảm thấy kinh khủng. Nhưng mà từ khi dùng em này phải chăm chỉ các bước kiểu kem lót các thứ với cả phụ phấn để cho nó set vào ấy. Tiếp tục chăm sóc da thì tớ có hai hũ giống nhau, đó là của Clinique Moisture Surge. Đây là kem dưỡng ẩm mới mà tớ mới khai quật được, không phải là mới trên thị trường đâu, nhưng tớ mới khai quật được và cảm thấy đây chính là holy grail của đời mình. Cái khổ ngày trước tớ cũng nghĩ là cả cuộc đời tớ nguyện dâng hiến cho cái kem vàng Clinique Dramatically Different ý, nhưng mà từ khi được trải nghiệm em này thì mới thấy là không có một sự so sánh nào trên thế giới có thể bằng được em ý. Nhưng em này đã gấp đôi mà. Gấp đôi của bà ấy. Không gấp đôi đâu. Em này thì giá đắt hơn cái Clinique vàng kia, nhưng phải công nhận là rất sớm. Em ơi, nhưng cảm giác như nếu mà cái kia da các bạn được cấp nước nhẹ nhàng vừa phải, mịn màng vừa đủ với một tốc độ trung bình, thì em này như kiểu uống ừng một cốc nước luôn, rất thích. Và thấm nhanh kinh khủng, da mịn, mướt mượt. Điểm tớ duy nhất không thích ở em này là nó ở dạng mũ, nên mỗi lần bôi kem là phải bốc tay điên hết cả người. Nhưng mà cái đấy không thể nào ngăn chặn được việc là chất kem của em ấy quá sớm. Rất nhiều chị beauty guru chỉ dùng em này qua rất nhiều năm trời và không có một cái gì có thể thay thế được ấy. Cái này phù hợp với tất cả các loại da. Đúng. Da khô thì cấp ẩm nhiều và cấp nước khủng, còn da dầu thì cấp các thứ mà bạn cần và nó vẫn khô rất nhanh. Tớ cũng dùng cái này sample ra em thấy kiểu rất phê. Dùng buổi tối nằm điều hòa mà sáng xong mặt vẫn kiểu tưng tưng ý. Thích lắm, cái này như kiểu cả mặt nạ mủ, cả kem dưỡng nữa. Nó rất bao gồm nhiều thứ cộng lại, rất thích. Tớ thấy khá phù hợp với những chị nào mà có điều kiện kinh tế một tí rồi, với cả độ tuổi cũng đang dần lão hóa, da bị khô hơn so với cái hồi thanh niên ý. Dùng cái này rất được, rất hợp. Tớ cũng không có điều kiện kinh tế đâu nhưng tớ đã lỡ giác ngộ rồi. Tớ rất thích, không thể quay lại được nữa. Các mẹ các chị dùng một bước này là thôi đủ luôn cho bằng mấy bước khác cộng lại. Nói về kem thì tớ cũng đã dùng hết em Innisfree Green Tea Balancing Cream này của Innisfree. Tớ dùng em này cũng lâu phết, khá thích mùi kem, khá thích mùi khá thích mùi trà xanh, cũng gel mỏng nhẹ, thoa lên mặt thấy tan luôn, thấm luôn, ẩm cũng ok. Tớ đã dùng em này suốt mùa hè vừa rồi cũng thấy khá là thích, nhưng mà chắc là sẽ không mua lại tại vì có nhiều cái khác cũng tương tự như em này. 50ml giá là tầm 400 hay sao ấy, cũng không quá rẻ đâu. Tôi thấy bình thường, thà quay lại Clinic vàng còn thích hơn và nhiều hơn. Đây là một sản phẩm dầu tẩy trang mà tôi rất yêu thích, đó là DHC Deep Cleansing Oil. Đây là em dầu tẩy trang mà tớ được giác ngộ trong năm vừa qua và tớ đã cảm thấy cuộc đời tớ sang một trang mới luôn ấy. Bỏ qua tất cả những định kiến hồi xưa mình dùng về shoe, mình cảm thấy nó không đáng cái mức phải
chi nhiều tiền như thế mà không đáng mọi lời đồn thổi tâm bốc lên tận mây xanh ấy. Em này kiểu tẩy xanh kinh khủng ấy mà tớ dùng lâu tốn lắm, à lâu hết lắm ấy, một cái chai bé xíu này mà tớ dùng mãi mấy tháng mà trong khi mọi người biết là tớ make up rất nhiều đủ các layer. Kinh khủng. Tớ chỉ không thích cái packaging quá đơn giản nhạt nhẽo của em ấy thôi, nhưng mà cho màu vàng lên thì lại thành nổi bật thế cũng được. Em thì căn bản chắc nhạt nhẽo này để khi nào có limited edition mọi người bắt đầu đổ xô đi mua ấy. Nói đến dâu tẩy trang tớ cũng đã dùng hết bọn em. Eo ơi kinh quá. Sao mày dùng tớ thế đấy là? Tại vì tao xong tao thấy nó một xó cho nó rất tẩm ấy. Xin thưa ơi trông nó kinh hóng. Nhìn xa chắc không thấy đâu. Đây là em The Body Shop Chamomile Silky Cleansing Oil. Đây là một trong những loại dầu tẩy trang tớ thích. Tớ mua một lúc ba chai này dùng dần. Nói chung tớ rất thích dòng này, cả cái dầu cả dầu, baby vẫn oily mà. Cả dầu lẫn sáp tớ đều rất thích. Nói chung cũng như các loại khác thôi, dưỡng ẩm này, tẩy được da sạch sẽ, mùi thơm nhẹ dịu và không làm cay mắt, rất là phù hợp với da tớ. Rất ăn rất thích. Một chai này dùng được lâu phết, phải đến 6 đến 7 tháng mà ngày nào tớ cũng dùng nhá. 200ml. Rất thích. Và rất dễ mua ở Việt Nam nữa, ở các showroom đều có ạ. Một sản phẩm chăm sóc da khác tớ cũng đã dùng hết và cũng đã quảng cáo nhiều lắm rồi. Đấy là toner của Simple. Ngày trước tớ đã dùng đủ các loại toner high end ấy. Tại vì tớ cứ nghĩ là ôi chăm sóc da cứ dùng high end đi không sao. Nhưng mà dùng cái clinic điên quá mới quyết định chọn nên loại nào lành tính và nổi tiếng. Thì cái tên đầu tiên xuất hiện mọi người khuyên là Simple. Và tớ đã thử dùng Simple thấy rất sướng. Nói chung Simple sẽ là một hãng drugstore khá ổn nếu các bạn có da mỏng, nhạy cảm. Thì khi mà dùng cái này sẽ cảm thấy muốn đưa toner vào cái skincare routine hàng ngày của mình hơn. Những bạn nào mà chưa có một cái toner nào trong chưa sử dụng toner bao giờ thì cũng có thể bắt đầu với Simple toner. Tại vì nó rất nhẹ nhàng và tôi thấy hầu như ai bắt đầu với em này cũng rất thích thú. Nếu toner là tình yêu, toner drugstore đầu đời của Loan thì Thayers là tình yêu đầu đời của tôi. Tôi đã có em này ở trong clip skincare routine từ 1 tỷ năm trước rồi, kéo rất lâu rồi ấy. Từ hồi mới chăm chỉ tử tế làm skincare một tí. Em này là Thayers Alcohol Free Toner Lavender Witch Hazel. Có cái Witch Hazel này tên tiếng Việt là gì? Cái gì hạt phỉ, cái cây phỉ gì đó. Nói chung cái Witch Hazel này có tác dụng là kiềm dầu một chút, làm sạch da nhưng nó lại không quá căng thẳng. Nó không làm da quá căng, quá khô như là cồn. Và nó còn có tác dụng làm giảm mụn nhẹ nhàng nữa. Nói chung rất thích em này. Kiềm dầu rất vừa thôi mà vẫn làm da kiểu dịu mát, lành. Nó cũng kiểu đưa ra về trạng thái cân bằng. Tức là khi nào mà da có mụn ý thì dùng em này không hề bị thấy là kiểu đau xót hay là có kích ứng châm chích gì đâu. Nói chung là rất thích em này. Eo ơi mà chai này á, 355ml. Dùng kiểu miệt mài, kiểu vừa dùng vừa tắm ấy. Không thể chịu nổi, không biết bao giờ hết. Mà tớ có thích dùng em này là kiểu cho vào chai xịt, xong bắt đầu xịt xịt ra mặt một khoảng cách. Tớ bắt đầu vỗ, rất thích. Đặc biệt là mùa hè, tại vì hơi có kiềm dầu nhẹ mà. Hai em này một nhân vật quá quen thuộc ở trong các clip MTs của tớ rồi. Đây là em Neutrogena Oil Free Eye Makeup Remover dupe của Lancome by Fossil như Lan đã ca ngợi. Cũng là một em mà bọn tớ dùng như là uống ấy. Tại vì make up mắt rất là nhiều và em ấy có khả năng tẩy bay tất cả các make up mắt chống nước, chống trôi như là mascara, kẻ mắt này nọ. Chỉ cần một quyển rất là nhẹ nhàng và em có thể đi mà không để lại các nếp nhăn hay là không phải làm mình kéo căng cho da mặt. Rất là thích, hết em này bọn tớ lại tiếp tục mua ạ. Ngoài ra tớ còn có một em Clinic Take the Day Off Sim kiểu siêu thế. Sample size nữa, em này siêu thích ý. Trời ơi, em này phải là kiểu em cũng thích hơn hẳn Neutrogena, không hiểu tại sao. Mà tẩy cũng nhanh nhưng mà vẫn thích hơn một tí, nhanh hơn một tí và không để lại da mặt nhờn dít. Em này chuyên để đem đi công tác hoặc du lịch rất là tiện. Thời gian vừa qua tớ lại dùng hết hai em mascara nữa. Một em của L'Oreal có tên là Voluminous Carbon Black Waterproof. Đời trời kiểu cơ bản không phải quá cứng như kiểu Maybelline Rocket, nhưng cũng không phải quá mềm như kiểu Maybelline Fossy. Nói chung nó sẽ cứng vừa đủ để nâng mi lên và giữ cho mi được cong vút. Tớ nghĩ là trong kem L'Oreal mà tớ đã dùng, tớ là thích nhất. Thích hơn cái False Fiber Lashes, cái đấy kiểu hơi cứng ấy, nó sẽ tạo hiệu ứng mi giả, trông có vẻ hơi ghê, chân nhện. Nhưng mà mascara của L'Oreal nó đắt đi. Mascara bọn tớ, tớ cũng đã dùng hết một vài em này, dùng như ăn. Maybelline Volumic Face The Rocket thì quá nổi tiếng rồi nhá, quá lăng xê kiếp nào cũng có. Em này tớ đã dùng đến nỗi không còn một tí. Em này tớ đã dùng đến nỗi không còn một tí chữ nào. Cạn kiệt, siêu thích. Đây vẫn là một trong những mascara tớ yêu thích nhất nhất mọi thời đại. Vì nó phù hợp để đánh hàng ngày kinh khủng ý. Tức là làm mi cong này tơi mà vẫn dài dày, nói chung rất thích, rất đẹp. Ngoài ra thì có Maybelline The Four Seas. Em này thì làm cho mi dài hơn, dày hơn. Phù hợp với những sự kiện kiểu đi chơi tối, muốn mắt trông lộng lẫy một tí mặc
như thế là lộ lẽ một tí mà không cần đeo mi giả. Em này cũng đã nói nhiều rồi. Và gần đây nhất là có em mascara Peripera Holy Deep Waterproof. Em này có đầu chổi rất kỳ dị, khác lạ so với các đầu chổi khác, kiểu vát vát, thuôn nhọn, và có thể kiểu luồn lách vào những cái mi đằng sau rất là dễ. Em nghĩ là mi kiểu siêu dài, siêu tơi và siêu thấy. Nói chung đã là trở thành Holy Grail mascara mới nhất của tớ. Rất thích, rất thích. Nếu mà không vì tớ đã mua sẵn một em Rocket để làm backup rồi thì tớ sẽ tiếp tục mua em này. Một em kẻ mắt khác tớ cũng dùng rất nhanh, đấy là Jessie Girl. Em này là dupe của... Ui sao bé hết ngoài đấy. Ừ, hôm nay không phải à? Không, tại vì tao hay kẻ như này. Em này là dupe của cái gì? Kat Von D Tattoo Liner màu Trooper. Rẻ hơn 1/3 và chất lượng rất melly. Các bạn có thể tìm cái video so sánh giữa hai em ý của chị Kaylin Lai. Chị đã có một video review cực kỳ chi tiết để so sánh em này và em kia. Thì thấy là nó không khác nhau gì nhiều mà chất lượng rất đỉnh. Nếu không vì chị thì tôi sẽ không bao giờ mua cái hãng Jessie Girl này. Cô gái của Jessie. Cô gái của Jessie chứ. Vì sao tớ dùng em ấy hết nhanh? Tại vì là cái đầu bút tòe ngòi rất nhanh. Nó được cấu thành bằng nhiều sợi lông khác nhau như là cái em Kat Von D kia, nhưng mà nó không bó chặt đủ để nó giữ được trên cái đầu chổi lâu ý. Dự tớ dùng vài 2-3 tháng là nó đã bắt đầu có dấu hiệu mỗi lông đi một hướng rồi. Thì nó cũng không có tuổi thọ được nhiều. Nhưng mà tớ nghĩ là đối với cái mức giá mà các bạn bỏ ra cho em ý thì rất xứng đáng làm cây bút kẻ mắt có thể gắn bó lâu dài. Tại vì cũng không nên dùng bút kẻ mắt lâu quá. Ừ, đấy. Thì tớ rất thích em ý. Em này dùng miệt mài mấy năm rồi, bây giờ nó mới hết. Đây là em Freeman Facial Anti-Stress Mask Dead Sea Minerals, là em clay mask yêu thích nhất 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 mọi thời đại của tớ. Tớ rất thích em này vì mọi thứ. Nhất là màu sắc nhá, trông siêu đẹp, cá tính, không giống ai cả. Thứ hai là về mùi rất là thơm, và thứ ba là hiệu quả. Em ấy không làm da quá đau khô khi mà nó khô lại ấy, mà cũng vẫn hút được dầu nhờn thừa khi nào mà mũi hơi có lấm tấm đầu đen do sợi bã nhờn tạo nên, là đáp em này hết luôn. Nói chung rất thích, rất sạch, tớ rất thích em này. Sau đấy đã dùng một vài em kiểu Paula's Choice Oil Absorbing Mask các thứ nữa thì thấy kiểu ui đau mặt không thể chịu được, như là kiểu đứa nào đang kéo căng mặt mình vào ấy. Ồ, đau cực. Em này lâu quá. Thế xong rồi tớ cũng tưởng là cái đấy có vấn đề gì, hạn sử dụng các thứ, nhưng mà đi lên mạng xem review thì mọi người cũng tất cả đều công nhận là đây là clay mask làm đau mặt nhất thế giới ấy. Nhưng mà phải dùng cho ai kiểu siêu dầu ấy. Ờ, nhưng mà nó lại oil absorbing mà nó kiểu đặt tên luôn như thế là để hút dầu ấy. Nên nếu mặt ai mà không quá nhiều dầu như mặt tớ thì chắc cũng không cần dùng cái đấy. Tại vì tớ cũng dùng thường xuyên cái này một lần một tuần rồi, thì nên là mặt cũng không bị nhiều dầu thừa. Và chúng ta thích em này, mức giá cũng rất là phải chăng nữa. Sản phẩm cuối cùng đây chính là chai nước muối sinh lý xúc miệng Natri Chloride 0.9%. Em này là một trong những dụng cụ làm đẹp đa năng nhất ở thị trường Việt Nam. Có thể mua để rửa mặt, xúc miệng, vân vân vân. Tớ thì hay dùng các sản phẩm cái nào đi công dụng đấy hơn ý. Tại vì tớ luôn tin tưởng vững chắc là cái nào chuyên dụng thì sẽ làm việc tốt hơn. Nhưng mà đợt vừa rồi tớ mới đục thêm hai cái lỗ ở trên này khuyên tay ý. Thì đây là thứ duy nhất mà giúp cho tớ gọi là vệ sinh hàng ngày được. Khiếp, các bạn nào mà đang có ý định đóng vài cái lỗ trên này thì rất kinh khủng vì nó rất đau, với cả nó phải mất tận 2 tháng để nó có thể lành lặn ý. Trong lúc cái 2 cái tháng đấy lúc nào tớ cũng phải ngủ như kiểu không chứa khổ trong rừng thì nghiêng không mất là đau chết khiếp luôn ý. Nói chung là đây là một sự hy sinh rất kinh khủng về làm đẹp mà tớ không nghĩ là nó đến mức đấy. Mà tớ thích hai cái lỗ trên này lắm, hồi xưa tớ đã làm một lần rồi nhưng mà tớ bị không chăm sóc cẩn thận nên nó bị nhiễm trùng đau kinh khủng. Nên tớ đã vừa rồi quyết định là phải lấy lại, làm lại. Thế là phải dùng em này rửa hàng ngày hay hai lần rửa thường xuyên và cứ vặn đi vặn lại để cho cái lỗ đấy nó được lành ý. Nói chung là chăm sóc rất kinh khủng, không bao giờ tớ nghĩ là hai cái lỗ dở hơn này phải chăm sóc nhiều như thế. Nhưng mà bây giờ thì hai em ý đã lành lặn rồi và bình thường như tất cả mọi lỗ khác thì tớ rất là hài lòng. Và trời ơi, đây đúng là kiểu ước mơ của mình. Nên các bạn nào mà vệ sinh những cái vùng như thế thì không cần đi đâu xa cả, chỉ cần mua nước muối sinh lý. Khiếp, chai này chắc 5.000 hay sao ấy, rẻ thối. Đúng rồi, 5.000. Đấy. Ngoài ra các bạn có thể dùng xúc miệng hay gì đấy nếu thấy phí. Nhưng mà tớ cũng hay xúc miệng bằng Listerine nên tớ cũng không dùng để xúc miệng. Cái này xúc miệng khi nào mà kiểu bị nhiệt này, xong rồi đau, sưng lợi, viêm lợi các thứ ấy. Đau họng của tớ cũng hay xúc miệng bằng cái này. Rất là nhanh khỏi. Nếu các bạn cần thêm các tips để chăm sóc cho các lỗ bên tai, hãy hỏi tớ. Bọn tớ dùng rất nhiều đồ nên là cảm thấy cảm xúc không còn được mới lạ như những lần đầu. Nhưng không hiểu sao mọi người cũng rất là thích xem những cái clip empty này của tớ. Thế nên là
Rất hy vọng clip lần này cũng lại được ủng hộ các bạn. Và nếu trong thời gian vừa rồi các bạn cũng đã dùng hết sản phẩm gì và rất ưng ý sẽ mua lại thì hãy comment chia sẻ cho bọn tớ ở dưới đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye, bye. Phấn lên điên đảo thế là mặt cứ cách kia bốc meo các thứ ấy, không phải lúc nào cũng đánh phấn được mà không phải phấn là cứ đánh trực tiếp lên da được ấy. Cái định nghĩa của các mẹ là trang điểm là đánh phấn, cứ lấy phấn bột chắc chắc lấy chắc để chắc lấy chắc để. Thế nên đã khô lại càng khô càng tô lên cái sự mốc meo lão hóa ấy. Và càng ngày thì trên thế giới càng có nhiều loại phấn.